Hello, xin chào anh em nha. Chào anh em đã đến với kênh sửa xe của mình nha. Dạo này thì mình cũng làm bình thường anh em, nhưng mà toàn là xe bình thường thôi. Nó mình cảm giác nó mình đăng lên thì nó cũng có gì mới hết, nên mình không có làm nha anh em. Chứ xe thì vẫn có, nếu mà chịu đăng là ngày nào cũng đăng hết đó. Nhưng mà mình phải đăng cái gì nó là lạ thì anh em hay tham khảo. Chủ đề của mình là hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em chỉnh cò cái chiếc đầu winner anh em. Mà cái này mình lỡ rớt xuống rồi, nhưng mình sẽ mô phỏng lại thôi. Còn cái này khi mình để trên máy á thì anh em không cần rớt như vậy đâu nha. Không cần rớt như vậy, mình chỉ cần làm thao tác của mình thôi là anh em chỉnh được cái đồng tiền này rồi. Bữa giờ thì không có xe nào lạ hết, mình không có làm nha anh em. Anh em xem thấy hữu ích thì anh em nhớ đăng ký ủng hộ giúp mình nha. Có cái bình nào lạ mình sẽ up lên nha. Rồi bắt đầu mình sẽ đi vào cái chủ đề nha anh em. Khi trên xe thì nó là hai cái cam này, anh em muốn chỉnh được cái này thì anh em phải quay được cái gối cam này nó cao, nó ở trong vị cái thế là không bị đội nha anh em. Nó không bị đội. Có nghĩa là mình đang nói trên máy nha. Đây là mình đang nói trên máy á. Mình chỉnh mà cái gối cam này nó cao, cao là nó không đội nha anh em, nó rơ, nó rơ. Thì trên hai cái đầu này thì nó có lục giác nè nè. Nhà sản xuất người ta làm cũng thông minh lắm nè. Nó có hai lục giác nè. Thì anh em mở ra, mở ngóc lục giác ra thì anh em rút. Đây, ở đây em đang mô phỏng trên máy nha. Rút ra nha nè, rút ra như vậy nè. Rút ra như vậy nó sẽ rớt, nó rớt như vậy nè. Nó rớt, nó lỏng như này nè, rỗng như nè. Cái anh em lấy vít, anh em đưa nó lên, đưa nó lỏng lên, nó đẩy qua một bên đây rồi mình chỉnh đồng tiền nha anh em. Nè, chỉnh đồng tiền. Chỉnh đồng tiền. Rồi bắt đầu cái anh em cũng vào lại như cũ. Cái này mình đang nói chỉnh cò mà trên máy á nha. Chứ nhà anh em vô đừng có ném đá mình nha. Đó, đó là mình chỉnh cò trên máy xong rồi bắt đầu ở đây nó có gì anh em đút vô. Đút vô rồi anh em lấy vít dẹp hay là gì anh em chịu khó anh đút nó lại. Đó, mình vào lại nha anh em. Đây là thao tác trên máy mà anh em không cần rút cam này ra đâu. Tại nhiều khi rút cái cam ra này lúc khách đông quá mình làm nó mất thời gian lắm. Và nhiều chỗ họ chỉnh cái này họ lấy tiền mắc lắm nha anh em. Đó là chất xám của người ta mình cũng không nói được nha anh em. Anh em thích thì anh em chơi thôi chứ đó là chất xám người ta bỏ ra người ta mới làm cho anh em được nha, đừng nói mình cũng không nói được. Nó rồi anh em đút vô lại thôi. Đây là mình đang mô phỏng khi mình rớt ra đó, tại vì nó nằm như vậy nè. Đây mình rút cái này ra thì cái cò này nó sẽ rớt xuống, nó lỏng vậy nè nè, nó lỏng. Để mình mô phỏng bên đây để anh em dễ hiểu đi. Đấy, nó lỏng ra, nó lỏng ra anh em chỉnh thôi. Nó lỏng rồi nó lỏng cái dạng vậy nè, nó banh mình banh nó lên rồi mình chỉnh xong cái mình đút cái này vô lại nè. Là mình không cần gớt cái máy nè. Đó là mình chỉnh cho những cái anh khách mà những người kỹ tính á, người ta sợ mình rớt, người ta nói mất zin gì đó mình không biết nha. Nó là nhiều khách nội chữ tính họ nói là canh đồng tiền không gớt cái đầu cho họ đó. Thì nhiều chỗ họ lấy giá cao lắm, tại những anh đó anh chỉ tính thì nhân viên anh phải có tiền nha. Anh kỹ tính mà anh không có tiền chi người ta không làm cho đâu. Rồi bắt đầu mình nói về cái đo cảm biến đây. Đo cảm biến, cái cảm biến là cảm biến của TVS của Winner này nè. Mình đo để anh em tham khảo thông số luôn nha. Rồi bắt đầu mình để thang đo diode nha anh em. Ba cái này thì như cũng đo nhiều sao, nhưng mà chiếc Winner chưa đo. Nó cảm biến thì nó cũng giống mấy chiếc full nail như nó cũng giống á. Nhưng mình đo để anh em lấy tham khảo nha. Thì mình đang để đang thò diode đây. Diode rồi bắt đầu cái mình lấy cố định cái ve đỏ này. Đưa vào đây. Cố định một cái một. Để mình nhớ dễ nhớ nhất. Mình cố định một cái đỏ đi rồi bắt đầu mình đo. Thấy hơi chói nhỉ. Để coi đo nhìn sáng rồi nè. Không sáng nó bị chói đèn quá à. Ok, đây nè, ok luôn nè.
Này, mình cố định một cái đi anh em. Này, một cái nha. Mình đo, mình đang ngồi về phía trước là từ trái qua phải hả? Đó, một cái nha. Rồi cái thứ hai anh em. Cái thứ ba. Rồi cái thứ tư nha anh em. Cái này mình đo một phần rồi mình đăng lên, thì sau này mình làm nghề mình cũng có, lúc mình có vấn đề gì mình cũng xem lại nè. Này bắt đầu mình lấy vẽ đen mình đổi lại. Nãy vẽ đỏ, giờ mình vẽ đen này nè, đó. Đó. Đó là mình đo theo cái cách của mình mà sau này mình nhìn lại mình còn hiểu. Còn mình đi sâu vô á, thì sau này mình xem nhiều khi mình quên á. Để mình đo như vậy để sau này mình hình dung được. Đó. 5 phút. Thì cái chủ đề hôm nay mình sẽ đánh vô hai cái chủ đề chính, đó là đo cái cảm biến này đi. Cảm biến TPS nè của Winner với chỉnh cò đầu Winner này. Anh em tham khảo nha. Anh em xem thấy hữu ích cho anh em thì anh em nhớ đăng ký giúp mình nha. Có cái bình nào lạ mình sẽ đăng lên cho anh em tham khảo nha. Rồi mình xin tạm dừng video nha anh em. Có cái nào làm mình sẽ đăng lên đo cho anh em xem. À, sẵn tiện mình đo cái cảm biến này là cảm biến nước, là cảm biến không phải IOT mà IOT thì cũng không phải. Nói chung nó là cảm biến nhớt đó anh em. Bây giờ đồng đúc tên của nó thì nó cũng phải nhìn lại tài liệu, có những cái mà đâu có nhớ được anh em. Cái gì? Hồi giờ này chắc gần 4 mũi nên giờ trí nhớ nó kém lắm anh em. Giờ mà nói đúng cái cảm biến nhiều anh em vào ném đá này, thằng này nó không có, đâu phải là đọc đúng tên mới sửa được anh em. À, lúc đầu mình đo cái cảm biến này cho anh em tham khảo nè. Cảm biến này gì mình quên mẹ nữa rồi. Thôi bỏ qua đi. Đó, đo diode này nó nhảy mồi chấm mấy nè. Đó là mình đo diode hàng ngược này kìa, đo đây thằng diode. Cái thông số này nó chỉ làm cho mình tham khảo thôi anh em, chứ còn nếu mà xe nó đang hành á thì tốt nhất là anh em thử nha. Chứ không có hẳn là nó làm việc, mình đo theo cái đồng hồ nó tốt là nó tốt đâu. Khi anh em làm nghề nhiều đó anh em sẽ biết. Có những cái nó đúng thông số nhưng mà vẫn hành nha. Không có nói trước được. Chảo nó này nè. 7 phút bây giờ đó. À, đo cảm biến này, đo cái này chỉnh cò. Thì video này hôm nay làm ngắn, làm giao lưu với anh em nha. Rồi mình xin dừng video nha anh em.